thường thôi. Kính thưa quý vị của Hotstar TV, hôm nay là mọi người chắc cũng biết là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là quá nổi tiếng rồi. Dạ, em xin hỏi chị một câu là khi mà chị đứng ở đây thì chị có cảm xúc như thế nào ạ? Thứ nhất là một cái rất là ngạc nhiên vì mình không ngờ là trong một thời gian đối với Duyên là rất là ngắn mà VinFast đã đưa một chiếc xe sang Mỹ. Nói chung là cái history của VinFast đó mới bắt đầu rất là nhanh, mới có 2017 và đưa một cái xe sang đây thì có nghĩa là Kỳ Duyên nghĩ là rất lâu mình không nghĩ là ở Việt Nam có một cái sản phẩm công nghệ cao cấp mà đưa tới LA Auto Show. Tại vì thường thường khi mà mình nghe Việt Nam xuất bản thì mình thấy là hải sản, đồ ăn, đậu, cashew, tất cả những cái mỹ thuật công nghệ đó. Nhưng mà to have a car, electric car mà lại rất đẹp, và bây giờ lại thấy ông CEO là một ông đã từng là CEO của Volkswagen, thấy những người design team của họ toàn là những cái người của quốc tế. It seems like đúng là một cái dream team. Thì phải nói là Duyên rất là hãnh diện. Hãnh diện là người Việt Nam mình có một cái xe ở đây. Vậy thì chị có thể cho em hỏi là chị thấy là cái cơ hội của VinFast tại thị trường Mỹ nó sẽ có thể cạnh tranh được với những cái hãng xe điện khác giống như là Tesla hay không ạ? Cái đó cũng là một cái câu hỏi mà Duyên có hỏi một người làm ở VinFast. Thì chị trả lời mà Duyên thấy rất là hay. Chị nói nếu mà là xe thường thì có thể là mình đã đi sâu những cái hãng xe bao nhiêu năm rồi không kể. Nhưng mà trong cái lĩnh vực xe điện thì ngay cả những cái xe mà họ đi trước họ cũng mới vào thôi. Và càng ngày công nghệ cao thì Kỳ Duyên nghĩ là những cái người vào sau họ lại còn học hỏi mau hơn và đi được những cái đường tắt nhanh hơn là những cái xe đi trước. Thì em thấy những cái hãng bây giờ đâu phải hãng nào cũng cần một cái building lớn, càng ngày nó càng nhỏ càng gọn, và những cái công nghệ nó thì chị thấy là chưa chắc gì ra sau đã là thua, mà nhiều khi ra sau lại còn hơn vì mình học hỏi để mình đi nhanh hơn nữa. Em xin cảm ơn chị Kỳ Duyên, chúc chị luôn xinh đẹp và mạnh khỏe. Còn câu nữa nha, chừng nào thì câu hỏi cuối cùng là chừng nào thì Kỳ Duyên mới sắm một trong hai chiếc xe này ạ? Thì khi nào nó ra không? Thật sự mà Duyên nói đó là Duyên đã order một chiếc Tesla. Mà anh biết Tesla đó là order tới 8-9 tháng. Không, mình đặt cọc trước một ít tiền thôi phải không? Rồi khi nào nó tới nó gọi mình thì nó vừa gọi Duyên là tháng 12 này. Nhưng mà Duyên nghĩ là chắc Duyên sẽ không lấy Tesla. Mà Duyên đợi năm sau Duyên sẽ lấy chiếc VinFast. À, thế hả? Tại sao vậy Kỳ Duyên? Tại sao Kỳ Duyên? Tất nhiên Duyên thì nếu hai chiếc nó bằng nhau trên mọi thứ thì cái gì mà Duyên ủng hộ được hãng Việt Nam, công ty, nhất là hãng tư nhân Việt Nam, thì Duyên rất muốn ủng hộ. Cảm ơn Kỳ Duyên rất nhiều. Có gì vậy? Cảm ơn anh. Duyên cảm ơn chị. Đó là những cái chia sẻ của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Được biết cô cũng là một trong những người sẽ dẫn một vài cái chương trình của cái đợt ra mắt này của hai chiếc xe VinFast i35 và i36.